đang cùng nhau chơi đá bóng, hai bố con liền tắt nụ cười vì cú sút chí mạng. Sau phát sút bóng chí mạng trúng vào mặt của mẹ, hai bố con liền tắt nụ cười. Cư dân mạng cũng không khỏi lo lắng cho tình hình của hai bố con sau pha bóng này. Mới đây, cư dân mạng đang chia sẻ đoạn clip ghi lại tình huống dở khóc dở cười của hai bố con khi đang chơi bóng trong nhà. Theo đoạn clip ghi lại, hai bố con đá bóng theo hình thức truyền qua truyền lại trong không gian ở phòng khách. Cùng lúc, người mẹ cũng đang ngồi ở sofa dùng điện thoại. Sau vài lần truyền bóng thành công, bé trai bất ngờ sút một pha bóng trúng ngay mặt người mẹ. Ngay lập tức, hai bố con liền tắt nụ cười, người mẹ cũng lộ ngay vẻ giận dữ, chỉ tay về phía cậu con trai. Tình huống này ngay sau khi xuất hiện trên mạng xã hội, lập tức nhận được nhiều sự quan tâm của cộng đồng mạng. Ai nấy đều tỏ ra lo lắng thay cho tình hình của hai bố con sau pha sút bóng chí mạng vừa rồi. Cư dân mạng để lại bình luận như sau: mình mà như thế chắc hai bố con bị chửi cỡ khoảng 2 tiếng. Nếu mẹ vui có thể đến ngày hôm sau. Có chiếc tivi sau lưng cháu, bố cháu làm phát nữa chắc không ngủ dưới đất nữa mà ra khỏi nhà luôn. Nhìn mẹ có vẻ giận lắm, hai bố con liệu hồn nhé. Mà ai lại đi chơi đá bóng trong nhà cơ chứ? Bay ơi bay, bay ơi, bay ơi, bay ơi bay ơi, bay ơi, ông cố ơi, ông cố, trời ơi. Đừng quên đăng ký kênh Sài Gòn TV để cập nhật những tin tức đáng chú ý trong cuộc sống nhé. Gửi ngay tin nóng cho Sài Gòn TV qua hotline 0909 660 550 để có cơ hội gia tăng thu nhập nha.